Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức đấu giá biển số ô tô, cho biết trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9, đơn vị này sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 36 biển số xe ô tô của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Đáng chú ý sẽ có nhiều biển số xe tứ quý và ngũ quý như 68888, 66688, 33333, 33 55555. Những người tham gia đấu giá nhưng không trả giá sẽ không bị mất tiền đặt trước. Theo quy định, chỉ có người không tham gia vào phòng đấu giá thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước. Trước đó trong ngày 15 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 11 biển số xe ô tô, trong đó giá trúng đấu giá cao nhất là 32,3 tỷ đồng, giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng. Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 82,3 tỷ đồng.